Vâng, thưa quý vị, ngày hôm qua trong chuyên mục Cà phê sữa đá thì chúng tôi đã mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hoa hậu Hồ Hèn Nghê. Và thông qua cuộc trò chuyện với cô thì chắc hẳn là rất nhiều quý vị khán giả đã thấu hiểu, đồng cảm nỗi niềm của cô khi đăng quang đoạt giải ngôi cao nhất trong một cuộc thi Hoa hậu danh tiếng, một cuộc thi sắc đẹp rất nhiều người biết đến, nhưng lại bị nhận về có thể nói là không ít những lời đàm tiếu về một vẻ đẹp có thể nói là không giống với lại nét đẹp truyền thống Việt của cô từ trước đến nay. Vâng, và câu chuyện bên ly cà phê sữa đá trong buổi sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị thêm một câu chuyện nữa liên quan đến Hoa hậu. Nhưng mà lần này là để hiểu thêm là vì sao lại có nhiều người muốn tôn vinh một cái nhan sắc thuần Việt hơn là những cái vẻ đẹp mang tính cá tính hơn, khác lạ hơn và có một chút xíu gì đó nó hơi thay đổi hơn so với những chuẩn mực mà trước đây chúng ta vẫn thường đánh giá là một cái nét đẹp thuần Việt so với Việt Nam. Song nếu đã là một cái cuộc thi thì hướng tới tôn vinh vẻ đẹp Việt thì ai thì cũng muốn mang cái nhan sắc của vẻ đẹp Việt, trí tuệ Việt để có thể là thi thố trên đấu trường của nhan sắc quốc tế, và hẳn chúng ta đều sẽ có những cái tiêu chuẩn chung để mà chọn lựa ra cái nhan sắc Việt. Vâng ạ, và chắc hẳn là chúng ta vẫn còn nhớ sự kiện Hoa hậu Việt Nam 2004, Nguyễn Thị Huyền đã lọt vào top 15 cuộc thi Hoa hậu thế giới. Và từ ngày đó đến nay có thể nói là chưa một người đẹp nào tiến xa được hơn cô, dù nhận được rất nhiều những cái hậu thuẫn từ dư luận trong nước và thậm chí là cũng được báo chí quốc tế ca ngợi rất nhiều. Và câu chuyện với khách mời ngày hôm nay cũng sẽ là góp phần lý giải cho sự thụt lùi của nhan sắc Việt trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Xin chào quý vị khán giả, chắc hẳn là không cần giới thiệu thì quý vị cũng đã nhận ra khách mời của tiểu mục Cà phê sữa đá ngày hôm nay, người được mệnh danh là ông trùm của Hoa hậu, đó chính là nhà thơ, nhà báo Dương Kỳ Anh. Thưa anh được coi là người đã sáng lập ra cuộc thi Hoa hậu Việt Nam đầu tiên. Thời kỳ đó tôi rất băn khoăn là cái cụm từ Hoa hậu đã được những người sáng lập ra cuộc thi này suy nghĩ như thế nào, đặt ra những tiêu chuẩn ra sao, và thời điểm đó thì công chúng có cách nhìn như thế nào với danh xưng này? Thời bấy giờ ấy, ở Việt Nam nó là một cái từ Hoa hậu nó rất xa lạ, gần như là chưa có khái niệm. Bản thân mình là người ấp ủ nó từ năm 1970, những cái năm 70 cuối thế kỷ trước ấy, mà chỉ ấp ủ là làm sao để tổ chức một cuộc thi cái đẹp thôi. Cái từ Hoa hậu là chưa xuất hiện ở mình, và mọi chuẩn mực thời bấy giờ là bọn mình áp dụng gần như nguyên cái quốc thi thế giới thôi. Thời đó thì chưa có cái danh từ phẫu thuật thẩm mỹ, người ta chưa nói đến cái chuyện phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng bọn mình luôn luôn nhấn mạnh đấy là vẻ đẹp tự nhiên. Có bao giờ anh nghĩ rằng là với sự phát triển của phẫu thuật thẩm mỹ, với sự phát triển nhận thức của những cái người dân, đặc biệt là khi họ đã được xem rất là nhiều các cái cuộc thi hoa hậu trên thế giới, thì dường như là chúng ta cũng cần phải thay đổi tiêu chuẩn để chọn ra người đẹp nhất? Tuy nhiên nó cũng có một cái điểm chung chứ, dù cái đẹp thời này khác thời khác. Cho nên mình nghĩ rằng là cái ban giám khảo quan trọng lắm. Không phải ai có thể làm giám khảo hoa hậu được. Họ có thể có tiếng tăm, họ có thể có thế này khác, nhưng họ phải có con mắt tinh đời. Tức là họ phải có biết thẩm định cái đẹp. Mà cái đẹp đẹp phải là thẩm định một cách chuẩn mực của người Việt Nam, của thiếu nữ Việt Nam. Anh nhận xét như thế nào về những người đẹp đã được vinh danh, đã được đặt vương miện ngôi vị cao nhất trong các cuộc thi Hoa hậu hiện nay? Bởi vì rõ ràng là dường như là dù đạt được cái danh hiệu cao nhất, thế nhưng mà khi mà tham gia những cái cuộc thi Hoa hậu thế giới thì họ lại không giành được thứ hạng cao. Bây giờ đúng là có sự thay đổi. Tất nhiên vẻ đẹp mọi thời nó khác nhau. Nhưng theo mình thì người Việt Nam chúng ta có một cái chuẩn mực đẹp riêng. Thiếu nữ Việt Nam của chúng ta. Đừng có lẫn lộn giữa cái vẻ đẹp của người thiếu nữ Việt Nam với vẻ đẹp của phương Tây. Và phương Tây họ cũng không muốn chọn Việt Nam, chọn Hoa hậu mới giống họ đâu. Chúng ta phải chọn những cái vẻ đẹp thực sự là Việt Nam. Mình nói về hình thức ấy, từ gương mặt, từ dáng đi, từ nước da, thực sự là Việt Nam. Tất nhiên, về tâm hồn, về trí tuệ, về hiểu biết, nó về tâm thế giới. Lịch sử các cuộc thi hoa hậu Việt Nam thì vẫn nhắc đến cái tên Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Đến thời điểm này thì dường như là chưa có một Hoa hậu Việt Nam nào đạt được cái thứ hạng cao như là Nguyễn Thị Huyền. Theo anh, có phải vì những cái người tổ chức các cuộc thi Hoa hậu đã không thể chọn ra được một người con gái mang những vẻ đẹp đặc trưng của Việt Nam? Các cuộc thi Hoa hậu nhiều năm nay mình cũng chưa ấn tượng một Hoa hậu nào cả. Quả thực như vậy. Đấy, chỉ có cô Phạm Hương thì mình có ấn tượng một chút, nhưng mà chưa ấn tượng, bởi vì mình nghĩ rằng là vì sao chúng ta đi thi lại không đạt được cái gì cả.
thậm chí vào top 20 cũng không được. Có như thế thì là một cái điều phải đặt ra câu hỏi, tức là các cuộc thi của chúng ta chọn hoa hậu ra chưa thực tiêu biểu. Trước đây cái thời hoa hậu Việt Nam là hoa hậu Nguyễn Thị Huyền cũng vào top 10 nhé, rồi hoa hậu Mai Phương cũng vào top 15 nhé, rồi hoa hậu Mai Phương Thùy cũng top 15-17 nhé, tức là nó có top hẳn hoi vào những cái top cao cả mà, chưa về sau này có ai vào top nào cao đâu. Mà đây là cuộc thi hoa hậu thế giới nhé, Miss World tức là cuộc thi lớn nhất của thế giới, vị trí cao thế nhưng mà còn về sau này những cuộc thi thấp hơn như hoa hậu Hoàn Vũ, hoa hậu cái này tránh các thứ nó thấp, cuộc thi về sau nó thấp hơn hoa hậu thế giới nhưng mà chúng ta cũng không đạt được cái giải cao. Một cô hoa hậu đang nhận được sức ép khá là lớn từ cơ quan quản lý, từ dư luận, rồi cả từ phía ban tổ chức cuộc thi đó nữa, hay là một đơn vị tổ chức cuộc thi cũng đang chưa biết ứng xử ra sao trước quyết định của cơ quan quản lý. Theo anh, cái câu chuyện đó bây giờ sẽ được giải quyết như thế nào để có thể hài hòa lợi ích các bên, đặc biệt là có thể thỏa mãn cái sự quan tâm của dư luận hiện nay? Theo mình, cái gốc cơ bản nhất là khi anh cấp phép. Vì anh có quyền cấp phép mà. Anh cấp phép cho ai tổ chức cái cuộc thi gì? Một là không nên cấp phép một cách tràn lan. Hai này là phải xem xét thật kỹ, phải đủ các tiêu chuẩn một cách tối đa thì mình cấp phép, không nên cấp phép dễ. Thứ ba là khi cấp phép rồi anh phải theo dõi người ta từ đầu đến cuối, nếu anh làm sai thì chân chính ngay, chứ nếu không đến lúc nó xong rồi, lúc anh làm thì nó sẽ rất là gây tổn thương như công chúng này, tổn thương cho hoa hậu này, tổn thương cho ban tổ chức, cũng nhiều thứ tổn thương lắm. Mà cái đẹp mà làm cho người ta tổn thương thì không còn là cái đẹp. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của nhà thơ, nhà báo Dương Kỳ Anh.